Ba con nha nè. Nước đây đây. Rồi ra. Ba đâu rồi? Ba mướn. Nếu đây là gia đình này của Lương đến để đây có cháu này. Đây đâu mà trời. Tôi cần con qua để dặn con qua kìa mấy anh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là người nhà gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh nha quý vị, đã đến thắp nhang cho nghệ sĩ. Lớp thì người nhà của Vũ Linh, lớp rồi khán giả yêu quý cũng đến thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Có hình không? Có chứ. Có hình không? Có chứ. Mất rồi đó. Ủa?